Những ngày gần đây, nhiều người tìm đến tuyến đường Lạc Long Quân, Âu Cơ, chợ hoa Quảng An ở quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, sắm những cành lê trắng muốt Tây Bắc để mang về nhà cắm. Năm nay, lượng khách đến mua hoa lê tấp nập, nhộn nhịp hơn so với năm ngoái. Thời gian chơi hoa lê bền hơn so với hoa mận hay hoa mai. Những cành nhiều nụ có thể chơi kéo dài đến 2 tháng. Do đó, loài hoa này rất được người dân thủ đô ưa chuộng. Dẫu có nhiều loài hoa nở vào mùa xuân, thế nhưng nhiều người dân vẫn lựa chọn chơi hoa lê, không chỉ bởi vẻ đẹp thuần khiết, mà còn vì những triết lý nhân sinh ẩn sâu trong những cành lê khẳng khiu cằn cỗi. Hai bố con lại đi du xuân, thứ nhất là đi thắp hương, xong về phủ mẫu Tây Hồ, thì chọn cho mình một cành lê của Tây Bắc. Cành lê trắng đẹp một vài bông hoa, thì cứ thấy nó đẹp, nó nhân văn thì mình mang về cho gia đình thôi. Vì khi cành nó rất là khô, nhưng mà đến khi nó nở hoa, hai cái sự biến đổi nó khác hoàn toàn. Đấy, nó rất là đẹp. Từ lá, từ lộc, từ cái sự biến đổi, một cách đột biến mà người ta cảm thấy ngỡ ngàng. Cành lê chơi nó có nhiều kỷ niệm. Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Đấy, cho nên là ông nhớ cái thời trẻ. Nếu mà nói chơi lê thì nó là từ bé rồi. Từ hồi mà ông học thì ông đã thích hoa lê rồi. Hoa lê trong trắng, tinh khiết của một loài hoa. Mà nói hoa này là nó rất mạnh mẽ, nó sống ở trên núi rừng Tây Bắc. Hoa lê thường nở vào sau dịp Tết Nguyên Đán. Hoa có màu trắng tinh khôi, khi nở có 5 cánh bật ra từ thân cành xù xì, tạo vẻ đẹp hoang dã mà tinh khiết. Hiện giá mỗi cành lê trừng dao động từ 400.000 đồng đến vài triệu đồng, tùy kích thước, dáng thế. Năm nay Tết sớm và thời tiết khá thất thường, hoa lê nở chậm hơn so với những năm trước, khiến người mua cũng lựa chọn khắt khe hơn. Việc cắm cành hoa lê trừng trong nhà làm cho mọi người có cảm giác như níu được mùa xuân ở lại. Những cánh hoa mỏng manh trắng muốt mang hương sắc thiên nhiên Tây Bắc tràn ngập cả tháng giêng.